Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiều. Số điện thoại của cửa hàng là 0343 868186 và 098 618 3445. Cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân xã Cư Huê, EK Đắk Lắk. Anh em nào mà ở gần á, có thể đến trực tiếp cửa hàng để ủng hộ chúng em ạ. Xin cảm ơn. Thì đầu video em cũng xin cảm ơn tất cả những anh em đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng trong thời gian qua nha mọi người. Em xin nhắc lại cái hình thức mua bán với anh em luôn nha mọi người. Thì bên em có nhận ship series toàn quốc á. Thì đến nơi anh em cứ kiểm tra hàng, đổ xăng, pha nhớt vô, test nổ thoải mái rồi, đúng con máy mình đã chọn mọi người, thì mọi người mới cần phải thanh toán tiền cho shipper nha. Rồi thì khi mua hàng mọi người cọc cho em 200 nha. Bên em bán có cọc nha mọi người. Em nói trước để anh em khỏi mất thời gian rồi lại nói cái vụ cọc của mọi người. Em xin giới thiệu cái dòng nhớt bên cửa hàng em đang bán sỉ lẻ luôn nha mọi người. Đó, thì nhớt đỏ Natawa nè và nhớt xanh Havolin, hai chai đều có dung tích là 1 lít hết. Chai đỏ này thì em bán cho mọi người giá 80.000 nha, còn chai xanh thì 90.000. Hai dòng nhớt này thì cửa hàng em bán cực kỳ nhiều rồi mọi người, xài rất là tốt cho máy luôn nha, cho nên mới giảm lên để chia sẻ cho anh em để dùng con máy nó bền hơn mọi người. Đó. Chứ dùng cái dòng hai thầy này mà mình dùng nhớt dở một xíu thôi thì con máy mình rất là nhanh banh ra nha. Rồi. Thì hôm nay em lên cho mọi người lô 5 cây máy cưa nha mọi người. Đó, 5 cây máy cưa. Vô con đầu tiên luôn cho mọi người. Đây, con số 1 là một con máy chuẩn Đức nha. Máy tinh 017C nè. Đó. Cái dòng chuẩn Đức luôn nha mọi người. 017C này thì công suất nó khoảng hơn 31cc mọi người. Khoảng hơn 30cc mọi người. Hơn 30cc. Nó nồng 37 ly. Phục vụ cho anh em mà mua về để tỉa cành hoặc là cắt củi đồ nhỏ trong gia đình đó. Đó, trọng lượng nhẹ để anh em dùng cho nó nhẹ nhàng mọi người. Đó. Con 017C này thì đặc biệt là nó có cái xả áp đây nữa nha mọi người. Đó, giúp hỗ trợ mọi người giật con máy nó nhẹ nhàng hơn nha. Đó, mình bấm vô thì giật nó như trợ lực nha mọi người. Đó. Nghe xì 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 nè. Cái xả áp thì để nó giật như cái trợ lực của mọi người, nó thay thế cái trợ lực đó. Đây, nó sử dụng ốp lam xoay luôn nha mọi người. Nó lam xoay căng sên trên ốp lam luôn. Rồi, cây lam của nó đây mọi người. Đó. Cây lam bãi Sitting Made in Germany luôn nha. Đó, đầu Latin nè, cực kỳ dày luôn nè. Đó. Rồi, xích thì khi đem sẽ mài dũa đồ đầy đủ cho mọi người. Bô đồ còn đẹp luôn nha. Con máy nguyên riêng nguyên bản hết nha mọi người. Đó, khóa xích hoạt động bình thường. Rồi, em test nổ con máy luôn mọi người. Mình bấm xả áp vô thì giật nó nhẹ nhàng hơn nha. Đó. Mở công tắc lên. Rồi. Con này thì em để cho mọi người mức giá là 3,2 triệu nha mọi người. Đó, 3,2 triệu. Một con máy hàng chuẩn Đức có xả áp rồi luôn. Đó, cho anh em về giật cực kỳ nhẹ nhàng. Con máy nguyên riêng nguyên bản hết luôn nha mọi người. Đó, ngoại hình. Em có quay chi tiết luôn. Rồi, con số 2 mọi người. Đây. Con số 2 là một con Echo nha, Echo Kirik. Con máy cực kỳ đẹp mọi người. Đó. Rồi. Bô đồ còn trắng tươi luôn nha. Lóc đồ còn chưa bị xước xát gì luôn. Đây, đây bên đó là cây lam mọi người. Đó, cây lam khi đêm sẽ lên xích mới cho mọi người nha. Rồi.
Con này thì nó có tích hợp sẵn cái chụp giật trợ lực nhỏ cho mình nè, nó hỗ trợ một phần mình khi mình giật nha. Đó, công tắc nằm đây, còn e thì e tự động nha mọi người. Đó, kéo ra nè, bấm vô, bấm ra là nó vô nè, nó mở e lại. Còn khi mà mọi người kéo ra mà đẩy e vô bằng tay nè thì nó sẽ hỗ trợ 30% ga cho mình nha. Đó, con này thì có tích hợp cái vũ bơm xăng đây luôn. Công suất nó là khoảng 34cc nha mọi người, 34cc. Đó, trọng lượng cũng khá là nhẹ nữa. Anh em mà còn mấy con hàng Nhật á, hàng Nhật tiết kiệm xăng, xài bền, thương hiệu lớn, Echo luôn. Đó, một con máy mới chắc cũng phải 90% mọi người. Đó, chưa xước xét gì luôn. Rồi, em test nổ con máy luôn mọi người. Rồi, cực kỳ nhạy nổ luôn nha, khóa sơn đồ đầy đủ hết cho mọi người luôn. Rồi, con này thì em để cho mọi người mức giá là 2,8 triệu nha mọi người. Đó, 2,8 triệu bao phí vận chuyển và khi đi kèm theo 3 món phụ kiện luôn cho mọi người nha. Nó một con Echo mới cứng luôn mọi người. Rồi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, em xin tiếp qua con số 3 nha mọi người. Đó, đây con số 3 đây, mọi người nhìn cây lam nè là biết cái độ mới của con máy rồi. Đó, cây lam made in Germany luôn nè. Còn có tăng sên đây luôn, tăng sên chính hãng xích tinh nè mọi người. Đó, đây cho mọi người là cái sợi sên mới luôn nha. Đó, đây cái con MS211C nha mọi người, con máy hàng Đức luôn nha. Đó, thì con này thì nó hơn 35cc nha mọi người, công suất hơn 35cc. Đây, công suất hơn 35cc, cực kỳ đẹp luôn. Đó, có hỗ trợ vũ bơm xăng cho mình luôn nè. Cái ốp lam đó nè mọi người, ở chữ xích tinh còn luôn nha. Ốp lam xoay, ốp lam xoay tăng sên đây. Đó, nó bộ chung với lại cây lam nè mọi người. Nói chung là con máy nguyên riêng nguyên bản toàn bộ hết nha. Khóa sên rồi, hoạt động đầy đủ luôn. Đó, con này thì đặc biệt là nó cái chụp giật trợ lực lớn đó mọi người. Mọi người kéo lên thôi là nó cực kỳ là nhạy nổ rồi. Rồi, em test nổ con máy luôn cho mọi người nha. Đó, cái trợ lực lớn đó mọi người, kéo nè. Đó, kéo nhẹ là nổ nha. Đó, kéo. Kéo nhẹ nhàng là nổ thôi. Rồi, con này thì em để cho mọi người mức giá là 3,5 triệu nha mọi người. Đó, 3,5 triệu đi với cây lam nè. Cây lam cực kỳ đẹp luôn, cây lam xích tinh dựng mới luôn nè. Đó, 3,5 triệu nha mọi người. Rồi, em qua con số 4. Đây, con số 4 là một con MS230 cho mọi người. Đó, con xích tinh MS230 nè. Con này thì công suất thuộc dạng tầm trung mọi người, cho mọi người đi khai thác là tầm trung được rồi đó. Đó, công suất nó hơn 45cc nha, cực kỳ đẹp luôn con máy. Đó, anh em mà đi khai thác đồ cắt gia đình hoặc là đi khai thác rồi tầm trung rồi đó thì mua mấy cái con này sử dụng được đa tác vụ mọi người. Đó, anh em muốn cắt củi nhỏ hay là muốn hạ gốc hơi lớn xíu vẫn thoải mái hết nha. Khóa xích đồ hoạt động bình thường đó luôn. Đó, hộp lam mọi người, nó trắng tươi luôn nha. Đi với nó là cây lam nè.
cây lam xích tí luôn mọi người, cây lam xích tí luôn á. Thì khi đây em sẽ mài dũa rồi sơn rồi đầy đủ hết cho mọi người nha. Con này thì rin hết nha mọi người, chỉ có cái bô là em thay cái bô mới thôi đó. Còn lại rin hết, đồng chế đồ lửa điện mọi thứ đều rin nguyên bản hết nha mọi người. Rồi em test nổ của máy luôn. Con máy cực kỳ nhảy nổ luôn nha mọi người. Con này thì em để cho mọi người mức giá là 4 triệu nha. Đó, 4 triệu và phí vận chuyển đồ hết cho mọi người luôn. Rồi em sẽ rớt qua con số 5 mọi người. Đây, con số 5 nha, setting 038 AV Magum nè. Con này thì thuộc cái dòng đời công suất lớn của 038, của dòng 038 nha mọi người, công suất lớn nhất luôn á, 72cc luôn nè. Đó, công suất cực kỳ lớn luôn. Con này thì dành cho anh em muốn đi khai thác cổ lớn rồi, khai thác chuyên nghiệp rồi đó mọi người. Đó, còn máy còn nguyên riêng nguyên bản hết nha. Đó. Đó. Ngoại hình của máy đó mọi người. Đó. Chụp giật đồ đây, cái này là nguyên bản hết nha, em không có sơn đồ lại đâu. Đó, nguyên bản của con máy nó còn như vậy, bít tông rồi còn đẹp hết nha mọi người. Rồi con này thì em xin phép không test nổ và không báo giá trên này nha. Anh em nào mà có nhu cầu có thể liên hệ với ghi số điện thoại em có để góc trái màn hình nha mọi người. Đó, con này thì nói chung là cái dòng này nó cũng không rẻ đâu mọi người, giá nó cũng hơi cao xíu á, tiền nào của đó thôi mọi người. Đó, mình cần một con máy lớn đẹp đời cao chạy ổn thì không thể nào mà đòi hỏi giá tiền nó quá thấp được. Rồi hôm nay em lên cho mọi người lô máy đó nha, anh em nào mà có nhu cầu, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nha. Đó. Em anh em nào mà thấy hay á, có thể cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.